pastor, I would like to welcome all of you and welcome in a particular way Bishop Dominic to be with us for this wonderful celebration. It is so good to be with you on this occasion of celebrating the 25th anniversary of the establishment of the Vietnamese community here. I'd like to also welcome Monsignor Bill Berry, under whose auspices and whose welcome all of this happened. So let's give him a little token of welcome. And Deacon Art Escovedo, our at this point sole remaining deacon at Our Lady of the Assumption, who served so well and so faithfully. I'd also like to introduce and welcome Father John Tran, who will introduce the Vietnamese priests who are with us. Yes, the first one over there is Father Hùng Cường. He's the composer and also the singer. He will sing tonight for us too. And from Marion, the second priest is Father Trần from the neighboring parish, from the our parish here. And the third one is one of parishioners, and Father Nguyễn, who just ordained 2 months ago, is one of our parishioners. And có đức cha đặc biệt đến đây để mà cử hành dân thánh lễ để cảm tạ nguồn Thiên Chúa. Và bây giờ thì đức ông William Jerry, ngài vì sức yếu cho nên ngài không thể ở lâu được, ngài sẽ từ đã chúng ta và đến đây để chia vui với chúng ta, rồi ngài sẽ về cho nên ngài sẽ có mấy lời với chúng ta. Thank you very much, Monsignor William Berry. He's the one who bring us here, and this grow to be a big community now, a very vibrant community. We really wholeheartedly thank you for your support, your love, and concern. And so he will have a few minutes before entering us. Of Our Lady of Assumption. It is a privilege for me
to be among you today to celebrate with the Vietnamese community the 25th anniversary in this parish. We ask you to pray with us, thank God for your gifts to us and our to you. And before we enter the sacred mystery of the Eucharist, let us pause for a moment to ask God to forgive our sins. Trước khi cử hành thánh lễ, chúng ta thành kính thống hối lỗi lầm, xin Chúa tha thứ để chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ tối nay. Tôi thu nhận Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước Bà Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Lạy Chúa,
Tôi kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe. Tôi phải ức ép kêu lên cùng Chúa mà Chúa không cứu tôi sao? Cớ sao Chúa tỏ cho tôi thấy sự gian ác và lao khổ, cướp bóc và bất lương trước mặt tôi? Dù có công lý, nhưng kẻ đối nghịch vẫn thắng. Khi ấy những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng người ta có được phép ly dị vợ mình bất cứ vì lý do gì chăng? Người đáp: Môi-se đã truyền cho các ông thế nào? Họ thưa: Môi-se cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị. Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại rằng: Chính vì sự cứng lòng của các ngươi mà Môi-se đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và cả hai sẽ nên một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly? Và người bảo các ông, ai bỏ vợ mình và lấy vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ trước, và người nữ bỏ chồng mà lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Bấy giờ người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: Hãy để trẻ nhỏ đến cùng thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con, ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước trời. Tin mừng vua Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. On the three aspects are the very important ingredients to build up the community of
faith that what I want to share with my Vietnamese people. There I'm listening today. Because có việc để phương đi thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là quý vị đã phục vụ Công đoàn Việt Nam tại giáo sứ Humanitarian trong năm qua. Khi chúng ta nói tới kỷ niệm là chúng ta ghi nhớ hồng ân Thiên Chúa, không phải là tình cờ chúng ta trở thành một đoàn, mà nó cần ba cái yếu tố để xây nên công đoàn của chúng ta. Trước hết là cái công chúng ta gặp Ngài trước Thánh lễ, Ngài phải khởi xướng và Ngài mở bàn tay ra để Ngài đón chào chúng ta. Và trước hết với Chúa, cái đời sống đức tin của anh em có được đào sâu hơn không? Cái đời sống đạo đức của anh em có mến Chúa và yêu người hơn không? Đặc biệt là với nhau trong người đồng hương, chúng ta có thực sự thương yêu nhau không? Và ở đây ta cũng mở một cái dấu ngoặc, tuy nhiên chúng ta là người tôn giáo ở bên Hoa Kỳ, nhưng mà chúng ta cũng có bổn phận phải xây dựng giáo hội quê hương Việt Nam. Và cái điểm thứ ba là chúng ta sẽ đi về đâu, thưa quý ông bà và anh chị em? Chắc chắn là theo tinh thần của phúc âm và của đức tin, chúng ta sẽ quyết tâm mến Chúa hơn, yêu người hơn, phục vụ tha nhân một cách xả kỷ và quảng đại hơn. Nhất là về ba lĩnh vực đó, chúng ta thấy, chúng ta nhìn vào cái tương lai của chúng ta. Cho nên nhân dịp tôi đến đây để dâng thánh lễ mừng kính cái ngày 25 năm này, tôi cũng cầu chúc cho cha quản nhiệm, các ban chấp hành, các hội đoàn công giáo tiến hành trong cái công đoàn của chúng ta đây mỗi ngày được phát triển về lương, về phẩm, và nhất là về lòng mến Chúa và yêu người. Thiên Chúa là Cha toàn năng, nâng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin hỡi ơn Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa ơi Thiên Chúa, ánh sáng ơi ánh sáng. Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà.
Trong niềm vui mừng kính Đức Mẹ Mông Côi hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý cầu xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của mẹ. Xin Thiên Chúa gìn giữ, hướng dẫn các vị lãnh đạo trong giáo hội, cách riêng giáo hội Việt Nam để các ngài chu toàn sứ mạng, dẫn dắt đàn chiên luôn trung tín theo đường lối của Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa lắng lời chúng con. Thank you.
Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên và tỏ lòng thần phục si tôn. Xin Chúa thương chấp nhận và thanh hóa chúng con. Xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu Chúa. Chúa hằng sống và hiện trụy muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng con nhận biết Cha là Đấng vô cùng vinh hiển, vì Cha đã lấy quyền năng mà trợ giúp người phàm. Hơn nữa Cha còn dùng nhân tính yêu hẹn của chúng con làm linh dược chữa lành chúng con. Nhờ đó Cha cứu chúng những người đã xa lạ khỏi hư nát. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh nhân thần muôn đời hoan hỷ trước thánh nhân Cha. Ở lại Cha uy linh cao cả, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài và tung hô rằng: sáng muôn đời. Sau hết xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con
cũng được hưởng hạnh phúc đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng toàn thể các Thánh đã xứng đáng lòng Cha trong mọi thời đại, và cùng với các Ngài xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa chúng con. Xin nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứ thế và theo thế thân người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện khi chúng con chờ đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì Chúa là vui, nguyện là vinh hiển muôn đời. Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối tương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và hiến truy muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và cùng cha. And now let us offer each other a sign of God's peace. Thank you.
Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và mau Đức Kitô. Xin cho chúng con được nên một với người và nó xoay tình Chúa, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong tâm tình tri ân và cảm tạ, công giáo Minh Côi vô cùng hân hoan và trân trọng chào mừng sự quang lâm của Đức Cha, sự hiện diện của quý cha, quý vị quan khách đến với cộng đoàn chúng con trong ngày đại lễ tạ ơn 25 năm hồng ân hôm nay. Xin cộng đoàn vỗ tay. Tôi cũng xin kính mời quý vị chủ tịch đại diện ban chấp hành của các nhiệm kỳ lên trước cộng đoàn để cho chúng tôi được tri ân. Bạch thế cương, có thể là cô bạch thế cương không có đến được, tuy nhiên chúng tôi đã nhận được tin là cùng đi. Và ông Nguyễn Văn Hiển đã qua đời, xin mời bà cụ Nguyễn Văn Hiển, bà cụ Nguyễn Văn Hiển lên để thay ông cụ. Bên cạnh đó thì một vị phó chủ tịch cùng chung với cụ Nguyễn Văn Hiển là cụ Nguyễn Văn Hà, chúng con mời cụ Nguyễn Văn Hà lên. Ông Đặng Thanh Phong, ông Nguyễn Văn Thoan, xin mời ông Nguyễn Duy Nhất. Ông Luong Xuân Ngân, xin mời ông Luong Xuân Ngân. Ông Nguyễn Công Minh, và chúng tôi là đạo đi cùng đương nhiệm. Xin mời các em lên tặng hoa cho. At this time, we'd like to honor our past leaders as well as our beloved administrator Sharon Heckel. Please come up to the stage, please. rằng như thế này thì Đức và Cha cũng như Thoại thì cháu sẽ đã chấp nhận.
Tức là trong dịp kỷ niệm 25 năm Cộng đoàn Việt Nam của giáo xứ Đức Mẹ lên trời, chúng tôi chúc mừng và những lời cầu nguyện cùng xin cảm ơn quý vị đã tới đây và đưa cái đời sống đức tin rất là vững vàng cho tất cả mọi người chúng tôi. Chúng tôi rất là hãnh diện để biết tất cả anh chị em cùng giáo Việt Nam ở tại giáo xứ để cảm tạ ơn Thiên Chúa trong 25 năm mà Cộng đoàn Việt Nam đã ở với chúng tôi ở đây. Thì Cộng đoàn giáo xứ Đức Mẹ lên trời rất là hài lòng để mà hỗ trợ cái ước muốn của Cộng đoàn của chúng ta là xây dựng một cái đài Đức Mẹ La Vang. Và để mà cùng góp sức anh chị em thì mỗi một năm kỷ niệm đó thì sẽ $100, tức là giáo xứ sẽ tặng chúng ta $2,500 để bắt đầu khởi sự cái công trình để fundraising, tức là quyên tiền để chúng ta lập đài tượng Đức Mẹ ở trong giáo xứ này. Again, thank you, Father Tan and my brother priest and the parishioner of our Lady of Asumption. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em, đặc biệt cho cả Nghiêm đã cho tôi cơ hội đến đây để dâng thánh lễ tạ ơn trong dịp kỷ niệm lễ bạc của cộng đoàn. Đặc biệt quý ông bà biết là tôi là trước đây tôi là cha sở ở bên New Orleans, bây giờ tôi là giám mục phụ tá ở giáo phận Orange, giáo phận ngay ở miền Nam này, cho nên quý ông bà và anh chị em có dịp tới thăm tôi ở Orange. Cửa nhà tôi lúc nào cũng mở và nếu có thể tôi giúp được cái gì cho cộng đoàn xin cứ việc hỏi tôi và cho tôi nhiệt tình xin chân thành cảm ơn và xin nhớ cầu nguyện cho tôi chức vụ giám mục nó khác lắm, tôi còn đang học nhưng mà nó cũng là một cái niềm vui và một cái hồng ân Thiên Chúa và đặc biệt cái vinh dự trong đời Việt Nam của chúng ta. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Dạ thưa Đức Cha, nhân dịp Đức Cha đến cùng chung vui với cộng đoàn Mân Côi mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Xin Đức Cha cho biết cảm tưởng của Đức Cha. Là một dịp rất vui mừng. Tôi có dịp để đi tới rất nhiều công đoàn. Năm nay họ cũng mừng 25 năm. Một công đoàn mới ở đây là ở Long Beach, công đoàn Thánh Lucy, mình đến công đoàn đây. Thực sự là ngày kỷ niệm này nó channel liên kết không những người Việt và người Mỹ và tất cả công đoàn lại với nhau. Và đặc biệt là tôi thấy là nó là một cơ hội để cho công đoàn của chúng ta nhìn lại cái quá trình của mình để mà phát triển cho những năm tới. Cha có phải vì tình nghĩa lâu năm như vậy mà cha mới đến đây dự thánh lễ 25 năm hay không? Một phần nào chắc chắn rồi. Nhưng mà thực sự là cách đây đầu 3-4 năm tôi đã đến đây và tôi cũng quen cha Tham ở sở đây. Thực sự là mình cũng muốn đến đây khi Ngài mời. Và cảm ơn chị nha. As the pastor of the of a wonderfully multi-ethnic parish of Our Lady of Assumption, what do you think about the Vietnamese parishioners? Well, they're wonderful, and I love them very dearly, and I don't know what else to say, but I very much appreciate the many, many things that the Vietnamese parishioners do for and with the parish, and what I most appreciate is under the leadership of Father John, there have been many bridges built among the communities. Father John is very, very interested in keeping our communities very integrated and working together, especially in the leadership. And I think that's a very good thing. I appreciate it. You're welcome. Thank you. My name is Sharon. My name is Sharon. Would you please let the viewers know your feelings about this celebration, the 25th anniversary? Oh, I'd be happy to. I am so glad that God led me here to be the administrator of OLA, and it is such a gift to be here with these wonderful, faith-filled people. I love to celebrate with them. I wish I knew how to sing with them, but I know what the words mean, and I love being with them. It's wonderful. Thank you so much. Thưa xin hai bác cho khán giả được biết là cộng đoàn Mân Côi quan trọng như thế nào trong đời sống của hai bác. Tôi mới sang đây được hơn 10 năm. Sang cái diện ODP. Tuổi thì già rồi, cho nên là sự hoạt động không được mạnh cho lắm. Nhưng mà con cháu thì công tác ở đây hết, nhất là vấn đề giáo lý. Thì tôi thấy là cộng đoàn đây đó thì thật là hơi tuy nhỏ nhưng mà có sự đoàn kết, vâng, biết thương yêu nhau, mà cái tinh thần gọi là Kitô hữu đó thì cũng vững mạnh lắm. Đó là cái điểm tôi thấy. Cương vị là chủ tịch của cộng đoàn Mân Côi ở đây, xin anh cho biết cảm tưởng của anh trong cái dịp mừng lễ Ngân Khánh của cộng đoàn ngày hôm nay. Vâng, đây là một dịp mà chúng tôi cảm thấy rất là sung sướng, rất vui mừng để chúng tôi tổ chức. Chúng tôi muốn ôn lại tất cả những cái gì mà từ trước tới nay những người đã có công lập ra cái cộng đoàn này, cũng như chúng tôi muốn tri ân tất cả những vị đã có cái công với cộng đoàn này, chẳng hạn như Đức ông Guilherme, cha sở thông Welbers, cũng như là một các cha quản điểm của chúng tôi, các ngài cũng đã giáo huấn chúng tôi cũng như là hướng dẫn cộng đoàn chúng tôi để có được cái tốt đẹp như ngày hôm nay. Đặc biệt là tất cả các hội đoàn đoàn thể cũng như các vị chủ tịch cũng như ban chấp hành đã cố gắng rất nhiều để có được một cái cộng đoàn giống như ngày hôm nay. Em tên là Hùng. Em đã ở cộng đoàn này 20 mấy năm rồi và em xin đại diện cho tất cả các em thiếu nhi ở đây. Tất cả các em ở đây rất là ngoan và các em rất là hăng say sinh hoạt trong cộng đoàn. Nếu mà đã ở cộng đoàn đến 20 mấy năm thì chắc là lúc mà hoạt động trong cộng đoàn chắc là em bé xíu. Em cũng nhỏ lắm. Em từng thiếu nhi ra và em cũng từng giúp các em thiếu nhi, mà bây giờ em không có thời giờ giúp các em nữa thì các em nhỏ lớn lên hướng dẫn các em khác. Xin anh cho biết em tên là Hiếu. Với cương vị là người hoạt động cùng với giới trẻ tại cộng đoàn Mân Côi thì Hiếu có cảm nghĩ gì về giới trẻ tại đây? Thưa chị, giới trẻ ở đây nó tuy là không có cái giáo xứ này rất là nhỏ, nhưng mà tụi em sống trong cái tình yêu thương của được bao bọc từ cha xứ cho đến cha sở ở đây.
và tụi em rất thích là rất vui mừng là có những cái dịp như vậy và nhiều các cái dịp khác để cho tụi em giới trẻ được info trong cái việc mà làm múa vũ rồi liturgical dance để cho phục vụ giáo xứ với phục vụ bà con ở đây, với lại nhất là vì tình bên Chúa và yêu thương. Kính thưa quý ông bà và anh chị em và các em thứ nhì thân mến, hôm nay là ngày công đoàn chúng ta kỷ niệm 25 năm ngày Người Công giáo Việt Nam tới đây để dâng thánh lễ đầu tiên tại giáo xứ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, thành phố Claremont. Nhìn lại quá trình 25 năm với biết bao nhiêu thành công và những phấn đấu cũng như biết bao nhiêu thay đổi. Nhưng trước tiên là chúng ta nhận ra sự hành hình và lớn mạnh của cộng đồng Công giáo Đức Tin của chúng ta. Tâm tình trước hết mà tôi muốn cùng anh chị em là dâng lời cảm tạ Hồng Thiên Chúa đã đưa chúng ta tới phần đất này để chúng ta cùng nhau xây dựng một cộng đoàn đức tin chân thật. Trước hết chúng ta cảm ơn Chúa và cảm ơn Đức ông William Berry cũng như các linh mục tiền nhiệm đã giúp cho chúng ta, đặc biệt là cha chính xứ đương thời là cha Thomas Welbers, các nhân viên nhà xứ cũng như thể là toàn thể những người đã tạo cơ hội để tất cả mọi người chúng ta có cái cơ hội xây dựng một cái cộng đồng với những sinh hoạt mục vụ và văn hóa xã hội làm chứng trước tiên cho đời sống trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cũng cảm ơn nhau vì qua những sự gắn bó và đoàn kết trong tinh thần yêu thương công tác mà cộng đoàn chúng ta đã xây dựng nên các chương trình mục vụ cũng như các lớp giáo lý và lớp Việt ngữ cũng như là bằng chứng hùng hồn cho cái sự lớn mạnh của cộng đoàn của chúng ta.